Xin chào các bạn. Thì sau cái bài đánh giá chi tiết chiếc Garmin Vivo Active 5 thì trên tay mình hiện tại cũng là một cái dòng đồng hồ mang cái tính thời trang tương tự. Chúng ta sẽ có là Venu 3S. Thì cái dòng Venu á các bạn, nó cũng mang cái tính thời trang như mình đã nói rồi. Ngoài ra thì trên Venu 3S này các bạn cũng sẽ có một cái cụm loa ngoài và mic để chúng ta sử dụng những cái tính năng thu phát âm thanh. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có những cái khả năng theo dõi sức khỏe, định vị chính xác. Chi tiết hơn thì mình sẽ nói phần bên dưới của video này. Và xin chào các bạn cùng đến với Thế giới đồng hồ. Trước tiên, thiết kế là một điểm mà mình nghĩ thiết bị sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho nhiều bạn nữ luôn. Với kích thước mặt là 41.7mm thì tầm khoảng cổ tay 13-14cm có thể sử dụng thoải mái rồi. Thật ra thì nam cũng có thể cân nhắc Venu 3 vì phiên bản này sẽ có kích thước mặt lên đến 46.1mm. Cơ bản thì với Venu 3S, mình thấy là các bạn nam tay nhỏ vẫn có thể lựa chọn được. Chúng ta có các màu sắc khác nhau luôn. Tham khảo thêm về Venu 3S cũng như là Venu 3 thì các bạn có thể xem tại trang web của Thế giới di động với mức giá là 12.290.000. Chi tiết hơn mình sẽ để ở phần bên dưới bình luận về đường link ha. Phần dây đeo, chúng ta sẽ có một cái size dây tương đối nhỏ để phù hợp với tổng quan của thiết kế, phù hợp với kích cỡ mặt nè. Rồi phần dây này thì mình đeo cảm giác vẫn không có sự khó chịu lúc vận động hay cấn dưỡng da gì cả. Size dây là 18mm ha. Có thể nói đó là những cảm nhận đầu tiên của mình khi trên tay chiếc Garmin Venu 3S này. Rồi nhìn gần hơn nữa sản phẩm, chúng ta sẽ thấy là thiết kế của cái dòng Vivo Active và cái dòng Venu năm nay thật sự là Garmin đã làm giảm cái độ nam tính đi bớt rồi. Và nếu so sánh với các bạn tiền nhiệm như là Venu 2S trước đó thì thật sự mình cảm giác là Venu 3S năm nay mang màu sắc tương đối nhẹ nhàng. Đặc biệt hơn là với những cái màu sắc tươi sáng. Các bạn cũng có thể thấy là trên viền đồng hồ chúng ta sẽ có một cái viền thép, và khi mà đeo dưới trời sáng á các bạn, ánh sáng nó được phản rọi lại tương đối cao cấp nè. Mình thấy cái đồng hồ này chịu lực tương đối tốt. Như mình đã nói thì thiết bị có thể sử dụng với nữ khá là ok nè. Các bạn cũng không phải mất quá là nhiều thời gian để làm quen với khối lượng và kích thước mặt đồng hồ này đâu. Chi tiết hơn thì các bạn có thể thấy là trong cái phần viền thép này, tại cái viền đen mặt kính đồng hồ, chúng ta sẽ có mỗi chấm tại mỗi 1 giờ. Nó làm giảm cái tính đơn điệu của sản phẩm đi và nó khiến cái đồng hồ này mang cái tính thời trang nhiều hơn. Khi mà các bạn nhìn qua cạnh phải thì chúng ta sẽ thấy Venu 3S được trang bị 3 nút bấm, không được đánh bóng như cái viền thép đâu. Mình hiểu điều này là để làm tăng thêm cái độ nhám cho người dùng lúc sử dụng. Nhưng mà nếu làm bóng như viền thép, nó sẽ tăng cái thẩm mỹ, theo ý kiến của mình là vậy. Ngay cái bên dưới chúng ta sẽ có một cái lỗ mic, và bên phía còn lại sẽ trang bị cái cụm loa để sử dụng cho cái việc đàm thoại và các tiện ích cần đến thu phát âm thanh. Với dòng Venu này thì các bạn đặc biệt có thể sử dụng loa và mic cho việc đàm thoại hay là sử dụng với việc phát nhạc lúc tập luyện. Chất lượng âm thanh qua loa mình thấy ở mức đủ nghe nếu ở không gian không quá ồn ào. Kiểu chạy bộ ở nơi vắng người thì vẫn có thể vừa nghe nhạc, vừa tập luyện mà không phải cần đến tai nghe luôn ấy. Cuối cùng là về phần mặt lưng, chất liệu và màu sắc tương tự như phần khung. Chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự đồng bộ trên mặt tổng thể. Đặc biệt nha, chất liệu polymer này khi đeo trên tay mình không cảm giác là nó bị dưỡng da. Như mình đã nói thì tổng thể nó khá là nhẹ nhàng. Bên cạnh đó thì cũng có cái phần sạc khá là quen thuộc của Garmin từ trước đến giờ rồi. Mở đầu về phần trải nghiệm của mình thì là phần màn hình, chúng ta sẽ có trang bị tấm nền AMOLED. Thì thật sự mình thấy cái dòng Vivo Active hay là cái dòng Venu, và cụ thể hơn là Venu 3S mình đang cầm trên tay hiện tại, nó sẽ tập trung vào trải nghiệm hàng ngày hơn, và nó sẽ khiến cho những cái trải nghiệm của bạn với màn hình nè, với lại thao tác vuốt chạm mượt mà. Với tấm nền này thì trên Venu 3S chúng ta sẽ có thể sử dụng chế độ Always On Display, đồng thời mang những tiện ích khá là tiện như là che màn hình để tắt hay là chạm màn hình để sáng. Bên cạnh đó, các khi mà các bạn lật cổ tay nó cũng tương đối nhẹ và phản ứng tốt khi mà mình lật. Độ phân giải trên đồng hồ là 390x390 pixel, mang đến các chi tiết được hiển thị một cách sắc nét. Vì chúng ta sẽ có phần kích thước màn hình là 1.2 inch, cũng tương đối phù hợp với là kích thước 41.7mm của đồng hồ rồi. Và khi mà mình đổi sang hình nền cá nhân, các bạn có thể thấy là nó hiển thị cũng khá là chân thực và nó không khác biệt nhiều so với hình gốc các bạn ạ. Và có thể nói là về phần màn hình hiển thị cũng như là các hiệu ứng chuyển khi các bạn sử dụng các chức năng, nó khá là mượt mà, thành ra là trải nghiệm mình không có gì để chê cái phần này cả. Chưa kể nha, thì với mặt đồng hồ này các bạn có thể chọn để chúng ta dán chống xước. Như mình thì mình xài không có dán, thành ra là các bạn khi mà mình vận động á, nó có lỡ xước qua một cái thì thành ra trên mặt đồng hồ nó có một cái đường dài như thế này nè các bạn. Thì đó là nếu như các bạn kỹ, các bạn sợ xước vâm hoặc là xước giống mình, thì có thể chúng ta dán một cái tấm dán chống trầy, chống xước để chúng ta có thể giữ cái màn hình đồng hồ nó như lúc mới mua các bạn. Tuy là mình biết trước giờ nhiều bạn sẽ nghĩ là dùng đồng hồ Garmin thì dùng nút bấm nhiều quá, không thích. Với Venu 3S chúng ta sẽ có chỉ 3 nút bấm thôi.
nó sẽ cần phải điều hướng kết hợp giữa nút bấm và màn hình cảm ứng. Thì cái việc được tối ưu và sử dụng cảm ứng nó không có gì để chê, như mình đã nói rồi, chúng ta sẽ có các hiệu ứng chuyển khá là mượt mà. Thật sự thì với tầm giá này mình nghĩ Venu 3S ít nhất phải được như vậy. Thật ra thì với tầm giá của chiếc Venu 3S hiện tại, mình nghĩ là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Cũng có một cái ngoại hình thiết kế thẩm mỹ, rồi thời trang, dễ phối đồ, phong cách. Hoặc là nếu mà chất liệu thì cũng sẽ có một vài lựa chọn có chất liệu tốt hơn. Cảm biến, rồi định vị, nó cũng không khác biệt nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta lựa chọn Garmin Venu 3S? Đó là vì bởi vì nhiều người dùng Garmin, hoặc là bạn đã từng dùng qua những cái đồng hồ Garmin thì chắc chắn sẽ thích cái cách mà họ tổng hợp dữ liệu. Và chi tiết hơn mình sẽ nói ở phần theo dõi sức khỏe bên dưới. Thì để nói về cái khả năng theo dõi sức khỏe, mình thường bắt đầu một ngày của mình bằng cách xem lại cái phần bản tin buổi sáng được tổng hợp bởi chiếc đồng hồ này. Thì nó sẽ bao gồm là dữ liệu giấc ngủ, rồi dữ liệu nhịp tim HRV, số phút cường độ, rồi lịch, vân vân. Các bạn có thể tùy chỉnh trong ứng dụng Garmin Connect. Đồng hồ sẽ được trang bị tương đối nhiều cảm biến cùng cái thuật toán của Garmin để giúp cho cái việc đo đạc và theo dõi nhịp tim chính xác. Không ngoài dự đoán, khi so sánh với máy đo y tế mình đang dùng ở đây thì nó không lệch cả nhịp tim hay SpO2 các bạn ạ. Những bộ cảm biến này nó cũng góp thêm phần quan trọng vào cái việc xác định các dữ liệu khác. Đơn cử như là dữ liệu HRV trên đồng hồ, thì chỉ số HRV này sẽ giúp đồng hồ có thể tính toán được cái phần dữ liệu và sức khỏe khác nhau như là căng thẳng, năng lượng cơ thể. Cùng với đó là cái dữ liệu giấc ngủ để bạn biết là khi nào chúng ta nên hoạt động, khi nào chúng ta nên nghỉ ngơi thêm. Thì cùng với đó cũng là cái khoảng thời gian hồi phục của cơ thể sau một bài tập chẳng hạn. Điểm số giấc ngủ mà mình vừa đề cập bên trên á, thì Venu 3S cũng cho mình biết là thời lượng và chất lượng giấc ngủ ra sao. Thanh ngang nó sẽ bao gồm các màu sắc khác nhau tượng trưng cho các giai đoạn giấc ngủ. Ngay bên dưới nữa là các giai đoạn giấc ngủ sâu, nông, REM, thức. Cùng với đó là một biểu đồ dạng cột chia các giai đoạn này để bạn có thể dễ dàng theo dõi. Theo sau đó là một cái thời gian ngủ và thời gian thức. Vậy thì giờ thì trả lời cho câu hỏi tại sao với mức giá như vậy là nhiều người vẫn lựa chọn chiếc Garmin Venu 3S này, hay là với mức giá cao như vậy người ta vẫn chọn thương hiệu Garmin? Thì mấu chốt nằm ở việc là Garmin họ tổng hợp dữ liệu và họ trình bày nó trong ứng dụng liên kết, nó chi tiết, nó dễ dàng để các bạn có thể theo dõi thể trạng của mình. Thật sự thì mới thời gian đầu khi mà mình tiếp xúc với những cái màu đồng hồ Garmin, mình phải mất một chút thời gian, không chút đâu các bạn, mất nhiều thời gian để có thể biết được à cái phần dữ liệu này nó sẽ nằm ở mục nào để có thể theo dõi. Và những bạn nào mà bị cuồng data, các bạn sẽ chắc chắn là thích cái phần trình bày của ứng dụng Garmin Connect, đảm bảo luôn. Và một yếu tố nữa mình nghĩ là đồng hồ Garmin thu hút nhiều người dùng như vậy, đó là cái phần cảm biến và cái khả năng định vị trên những cái mẫu đồng hồ của họ. Thật sự thì cảm biến rất là chính xác, và cái điều đó nó cũng thấy và họ được chứng thực thông qua nhiều cái người dùng rồi. Những người dùng nào mà thể thao thì chúng ta chắc hẳn là sẽ biết đến thương hiệu Garmin. Và Garmin nó cũng định vị là một thương hiệu cao cấp, cho phép người dùng có thể theo dõi sức khỏe tối ưu nhất từ trước đến giờ rồi. Thành ra là họ định vị họ cao cấp, thì thành ra mức giá nó cũng sẽ tương xứng với những cái giá trị mà họ mang đến cho khách hàng của họ. Quay trở lại thì với trải nghiệm tập luyện của mình, mình thấy ở trên Venu 3S sẽ được trang bị tương đối nhiều các bài tập khác nhau và khả năng bắt tín hiệu định vị quá nhanh đi. Mình chỉ cần bật các bài tập yêu cầu định vị khoảng 3 giây là đã có tín hiệu sẵn sàng cho bài tập đó rồi. Chẳng hạn như khi mà mình mang đồng hồ đi chạy bộ, khi kết thúc bài tập đó, các bạn nó sẽ có một cái bản đồ nhỏ được vẽ lại kèm nhịp độ và khoảng cách đã chạy. Tùy theo cái phần dữ liệu mà nó sẽ có một cái biểu đồ đường hay là cái biểu đồ cột để giúp mình có thể xem những cái dữ liệu này một cách nó trực quan và dễ dàng. Chẳng hạn như là nhịp tim hay là các giai đoạn nhịp tim lúc chạy chẳng hạn. Rồi trong suốt cái bài chạy này thì đồng hồ cũng dựa vào các dữ liệu nhịp tim để gợi ý cho mình các chỉ số như là VO2 max. Chỉ số này sẽ giúp ứng dụng điện thoại á, nó dự đoán được cái tình trạng thể chất của mình là bao nhiêu. Các bạn có thể xem cái chỉ số này và các dữ liệu liên quan khác trong cái phần ứng dụng Garmin Connect tại cái phần thống kê về dữ liệu hoạt động của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có cái dữ liệu VO2 max. Thì với cái bài tập đi bộ, mình thấy thống kê nó cũng sẽ bao gồm một đường vẽ nhỏ tương tự với các dữ liệu khác lúc mà mình chạy như là nhịp tim, số bước chân bên dưới cái bài tập. Mình nhẩm đếm thì thấy số bước chân được ghi lại đúng với nhịp đi của mình. Và đặc biệt là không bị nhảy bước chân ảo quá nhiều. Nó chỉ nhảy tầm khoảng dưới 10 bước thôi ha các bạn. Rồi mình cũng mang đồng hồ đi đạp xe nữa. Đồng hồ cũng giúp mình ghi lại dữ liệu nhịp tim, độ cao, tốc độ cũng như là mức calo tiêu thụ. Kết thúc bài tập nó cũng sẽ có lại trong ứng dụng Garmin Connect để mình có thể theo dõi luôn. Trường hợp các bạn muốn tối ưu cái khả năng chính xác về mặt dữ liệu, chúng ta có thể vuốt từ dưới lên để bắt đầu một cái bài tập và bật cái tính năng tự động tạm dừng. Lúc nãy mình có đề cập về cái phần calo. Trên đồng hồ chúng ta sẽ được hỗ trợ ghi lại cả cái lượng calo khi mà các bạn nghỉ ngơi cũng như là lúc các bạn hoạt động. Ghi lại như vậy nó sẽ có tác dụng gì?
thì cái tổng các bạn có thể hiểu được tổng cái lượng calo hàng ngày của bạn là bao nhiêu, và chúng ta cân đếm cái lượng calo các bạn cần nạp vào để chúng ta có thể giảm cân hiệu quả. Mặt khác thì phải kể đến các bài tập như là bài thiền, nó sẽ có các hướng dẫn thở chi tiết, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tính năng lưu vị trí như mình để tìm đường, cũng như là những cái bài tập nếu như các bạn chơi những cái bộ môn ngoài những bộ môn mình đề cập bên trên. Và để tập luyện hiệu quả hơn thì mình có sử dụng và thiết lập tính năng Garmin Coach. Thì những bạn nào sử dụng những đồng hồ Garmin thì chắc hẳn sẽ biết đến tính năng này. Thì trong cái bài tập cũng như là trong cái chương trình tập luyện của các bạn á, nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau. Điển hình như mình tập một bài chạy, nó sẽ có cái giai đoạn như là khởi động nè, rồi giai đoạn chạy và các hiệp khác nhau, để mình có thể có được một cái bài chạy nó hiệu quả và phù hợp với là cái mục tiêu tập luyện của mình. Ở đây thì mình không phải là một người đi nước ngoài, nhưng mà mình thấy có một tính năng chắc hẳn là nó sẽ giúp cho những cái anh chị nào mà chúng ta thường xuyên đi ra nước ngoài để công tác hoặc là đi xuất ngoại các bạn. Đó là cái sự cố vấn trên lệch các múi giờ. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho người dùng á là có thể biết được là cái cảm giác ở cái nước đó nó sẽ là như bao nhiêu giờ ở Việt Nam. Bên cạnh đó nó cũng sẽ có một số cái đề xuất để giảm tối thiểu cái tình trạng mệt mỏi của các bạn. Thì trên đồng hồ các bạn cũng sẽ được hỗ trợ đo cái chỉ số căng thẳng. Thì cái chỉ số căng thẳng này nó sẽ giúp đồng hồ có thể tính toán và đưa ra một cái mức năng lượng cơ thể. Mức năng lượng cơ thể này như mình đã nói lúc nãy, nó sẽ giúp cho mình có thể biết được là cái ngày hôm đó mình nên tập luyện hay không. Thì khi mà cái mức năng lượng mình nó về càng thấp các bạn, mình nghĩ là mình nên nghỉ ngơi thêm hoặc là mình giảm cái mức căng thẳng của mình xuống, thì lúc đó cái năng lượng của mình sẽ được hồi phục và mình có thể tập luyện yên tâm hơn. Thì trên đồng hồ cũng được hỗ trợ cái khả năng phát hiện sự cố lúc các bạn tập luyện. Mình tích vào hai cái bộ môn đó là chạy bộ hoặc là đi bộ thôi, vì mình tập hai cái bộ môn này nhiều. Hoặc là các bạn tập những bộ môn khác thì chúng ta có thể tích vào, nó sẽ có một cái danh sách bài tập để các bạn lựa chọn. Rồi khi mà phát hiện sự cố được kích hoạt, đồng hồ sẽ gửi tin nhắn đến các liên hệ khẩn cấp mà bạn đã thêm trước đó. Ngoài những tiện ích mà hỗ trợ việc theo dõi sức khỏe và tập luyện của mình như vậy, thì mình thấy đồng hồ cũng có khá những tính năng, gọi là những tiện ích giúp mình có một cái trải nghiệm mà gọi là phụ trợ cho quá trình tập luyện của mình. Đơn cử như mình có thể kể đến đó là cái khả năng nghe nhạc. Thông thường thì những cái đồng hồ Garmin khác các bạn cần phải kết nối tai nghe và chúng ta nghe nhạc cùng với đó là Spotify, nhưng mà với Venu 3S thì các bạn không cần phải kết nối tai nghe luôn. Chúng ta có thể nghe bằng loa của chiếc đồng hồ này, và như mình đã nói ở bên trên rồi, lưu ý giúp mình là khi mà các bạn sử dụng tính năng nghe nhạc trên chiếc Garmin Venu 3S này, các bạn cần hai điều kiện. Thứ nhất là chúng ta cần phải tải ứng dụng iWi Connect về, và cái thứ hai là các bạn cần phải cài đặt Spotify và update cái tài khoản Spotify của bạn lên Premium. Thì khi mà các bạn update thành công rồi, chúng ta mới có thể tải những cái album nào mà chúng ta thích về để nghe nhạc độc lập lúc mà chúng ta tập luyện. Một điểm nữa mình thấy là trên đồng hồ nó chỉ hỗ trợ những cái ứng dụng phát nhạc khá là phổ biến, như là hay nói cách khác là với mình thôi, mình thấy nó hỗ trợ hai cái ứng dụng đó là Deezer và Spotify, còn SoundCloud hay là Apple Music thì mình không thấy. Đó thì đó là về cái phần nghe nhạc trên chiếc Venu 3S này. Trên đồng hồ thì chúng ta cũng được hỗ trợ là 8GB bộ nhớ trong. Thì mình thấy là mình tải những cái album nó có khoảng 100 cái bài nhạc thì nó vẫn bình thường, các bạn vẫn tải được ok. Nên là mình thấy cái khả năng nghe nhạc cũng như là lưu trữ nhạc trên đồng hồ này tương đối nhiều các bạn. Thì cũng với loa ngoài và mic thì các bạn có thể sử dụng cái giọng nói trực tuyến ở điện thoại thông qua đồng hồ này luôn. Hiệu ứng đẹp và nhìn nó bắt mắt thật sự. Kết quả câu trả lời từ trợ lý trực tuyến đó nó cũng sẽ được phản hồi thông qua đồng hồ chứ không phải điện thoại ha. Nó sẽ như thế này nè các bạn. How is the weather today? Expect rain today. Daytime temperatures will hover around 33 degrees with overnight lows around 25. Nào, các bạn có thể nghe rõ ràng là nó sẽ được phát ra từ loa của đồng hồ. Nhìn chung thì trên đồng hồ cũng sẽ được trang bị nhiều cái tiện ích khác nhau, và mình nghĩ là nó có thể sẽ hỗ trợ bạn rất là nhiều trong cái việc các bạn sử dụng. Bố cục còn cần phải kết hợp với các nút bấm tương đối nhiều, sẽ hơi mất một chút thời gian để các bạn làm quen với lại các phần chức năng cũng như là làm sao để sử dụng tốt chiếc đồng hồ Garmin của bạn. Tiếp tục thì mình sẽ nói về cái khả năng nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn ở trên chiếc Venu 3S này. Thì ở cả Android và iOS nó sẽ khác nhau một điểm, đó là ngoài cuộc gọi thường ra, các bạn có thể đàm thoại và thao tác cuộc gọi với các ứng dụng bên phía thứ ba như là Zalo, Messenger hay là Line chẳng hạn. Kèm theo đó nó cũng sẽ hiển thị cái tên người liên hệ ở trong các ứng dụng này luôn. Thì với tin nhắn ở cả hai nền tảng đều có thể đọc bình thường, emoji hiển thị tương đối nhiều và bao gồm những cái emoji mới,
biểu tượng ứng dụng có ứng dụng được, ứng dụng chưa, như là LinkedIn hay là Messenger thì vẫn được thôi, còn Zalo mình thấy chưa, tin nhắn không bị lỗi phong hay là bị rơi hàng đột ngột gì cả. Riêng khoản các bạn kết nối với lại điện thoại Android á, chúng ta sẽ có thể trả lời được tin nhắn nhanh bằng những tin nhắn đã soạn sẵn trước đó trong ứng dụng Garmin Connect luôn. Và khi mà mình nhận bất kỳ cuộc gọi nào, điển hình như là cuộc gọi từ thương, Messenger hay là Zalo, thì đồng hồ nó sẽ rung lên, còn nhạc chuông thì phát ra từ điện thoại chứ không phải đồng hồ ha các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn bắt máy ở thiết bị nào, nó sẽ sử dụng thiết bị đó để đàm thoại. Điển hình như khi mà các bạn đàm thoại ở trên chiếc Garmin Venu 3 S này, nó sẽ sử dụng loa và mic trên đây, thì nó sẽ giúp các bạn có thể nói chuyện với lại đầu dây bên kia. Còn trong trường hợp các bạn bắt máy trên điện thoại thì đương nhiên rồi, nó sẽ nói chuyện bằng điện thoại rồi. Về cường độ rung mình thấy tốt nha. Khi mà có thông báo hay là cuộc gọi đến, nó rung khá là mạnh và mình không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào cả. Và nói đến cái tính năng nghe gọi cũng như là thông báo này kia thì mình thấy mình có dùng để đồng bộ những cái số liên hệ từ điện thoại sang đồng hồ. Thì khi mà đồng bộ mình thấy được tối đa là 50 liên hệ. Cuối cùng thì về thời lượng pin trên chiếc Garmin Venu 3 S này, mình có thể sử dụng được khoảng 10 ngày theo thông số của hãng. Tuy nhiên thì thực tế mình sử dụng được khoảng hơn 5 ngày một chút thôi. Khi mình dùng từ ngày 6 tháng 10 thì cho đến ngày 11 tháng 10 là pin còn 5% thôi. Cường độ mình dùng thì mình nhớ là mình có bật chế độ Always On Display, mình bật tự động sáng, rồi mình có đồng bộ và nghe gọi tương đối nhiều, kết hợp với việc theo dõi tập luyện yêu cầu định vị, rồi sử dụng phát nhạc lúc mà mình tập luyện nữa, thì mình thấy thời lượng pin 5 ngày nó cũng tương đối nhiều với cái cường độ sử dụng của mình rồi. Rồi cuối cùng thì mình sẽ tổng kết lại về chiếc Garmin Venu 3 S này để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về cái sản phẩm nằm ở phân khúc cao cấp của Garmin. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thiết kế tương đối nhỏ gọn và nó không quá nam tính các bạn ạ. Chúng ta sẽ có khối lượng tổng thể cả bao gồm dây đeo là 40g thôi, thì những bạn nữ vẫn có thể sử dụng được và nó cũng mang cái màu sắc thời trang nên là các bạn có thể phối đồ với nhiều cái phong cách khác nhau. Màn hình cũng như là các hiệu ứng chuyển tương đối sống động, đầy đủ màu sắc với lại màn AMOLED, độ phân giải hay là kích thước màn hình thì mình thấy nó cũng khá là phù hợp với cái tổng thể thiết kế rồi. Chúng ta khi mà sử dụng cần phải kết hợp với lại các nút bấm để có thể thao tác và sử dụng những tác vụ trên đồng hồ một cách tốt nhất. Phần dây đeo nó cũng không quá to. Chúng ta sẽ có size dây 18mm thôi, thì đeo trên tay các bạn có thể thấy là nó sẽ không quá thô hay là nó không quá to. Nó rất là fit với lại cái cổ tay của những bạn nào mà tầm 14, 13. Những bạn nam cổ tay nhỏ tầm đó cũng có thể sử dụng được. Thì đó là về phần thiết kế, màn hình. Và đến với là cái phần tập luyện thì chắc hẳn là không có gì để chê với lại những cái bộ cảm biến, cái khả năng theo dõi sức khỏe và tập luyện trên những cái đồng hồ của Garmin nói chung cũng như là chiếc Venu 3 S này nói riêng. Trong lúc tập luyện thì mình có sử dụng một số cái tiện ích như là Spotify để nghe nhạc. Và cuối cùng về cái phần thông báo cũng như là thời lượng pin trên chiếc đồng hồ này. Thông báo thì các bạn có thể sử dụng để nghe gọi luôn. Và cái khả năng nhận tin nhắn thì nó không bị lỗi phong hay là bị rơi hàng bất hợp lý. Các emoji thì vẫn hiển thị tương đối đầy đủ. Khi mà các bạn kết nối với điện thoại Android thì các bạn có thể trả lời nhanh bằng những tin nhắn đã soạn sẵn trước đó. Thời lượng pin sử dụng thì nếu mà sử dụng bình thường, chúng ta không yêu cầu tracking hay là không yêu cầu GPS để tập luyện quá là nhiều. Các bạn không bật chế độ Always On Display, các bạn không bật tự động sáng thì có thể sử dụng lên đến khoảng 10 ngày. Trong trường hợp các bạn sử dụng với cường độ cao hơn thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 ngày. Nhiều hơn nữa thì tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Thì nhìn chung cái mức độ sử dụng cũng như là cái cường độ mà các bạn sử dụng nó sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Thành ra là cái thời lượng pin nó cũng hơi phụ thuộc vào từng người nữa các bạn ạ. Thì cái mức của mình nó là một cái mức nó cũng khá là chung chung. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn mang đến cho các bạn về chiếc Garmin Venu 3 S này. Nếu như bạn có ý kiến cũng như là phản hồi nào, hãy để bên dưới bình luận. Tụi mình sẽ cùng nhau thảo luận về những cái chủ đề liên quan đó. Còn bây giờ thì nhớ ấn nút like, subscribe kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ tụi mình ha. Xin được phép hẹn gặp lại bạn ở video sau.